trời mưa phùn lòm ẩm, có mười mấy độ thôi, với lại nó thời tiết nó ẩm ướt cho đến 98% nhé, trong nhà cũng giống ngoài sân luôn. Nên này thôi đi, quay tạm cho anh em xem, anh em bắt qua bóng bộ rồi, chim sổ rộng rất là tốt rồi, chuông to đó, hầu to luôn, rất là mau mỏ. Anh em kết em hàng này alo Đức, số điện thoại 036 560 511, giá 1 triệu. Rất là ok. Đấy, rất là mau. Thời tiết rất là ẩm ướt anh ạ, nên là nó chim nó không sung được, nên mình không có ốp được.